Chào mọi người nhé Đây là một trong những cái gợi ý cho các bạn chơi lan Đây là một trong những cái sản phẩm à, Phân bón Thông minh Rinan Cái phân bón tan chậm Có kiểm soát Giúp cho phong lan ra hoa Và à, đây là một dòng chuyên dùng cho hoa la hoa phong lan nhé Với một cái hộp này thì trọng lượng trung bình sẽ là 150 g là một lạng rưỡi và hạn sử dụng của nó sẽ là 3 năm kể từ ngày sản xuất nhìn rất là đẹp này đó với sản phẩm này thì thị trường đang bán cho mọi người với cái giá bán lẻ là 45.000 một hộp 45.000 một hộp này đó các bạn có thể bạn nào mà muốn lấy xỉ về thì inbox mình có thể là giúp cho các bạn lấy được cái giá trị tốt hơn nhé đó